cái chị này chỉ làm mà chỉ im ru chỉ làm không nè, chỉ không thấy nghe nói chuyện nè. Hello, hello chị. Đi làm về đủ sống không chị? Nói chuyện đã đi đâu vậy đó. Chị mất cỡ nè, mình vây máy đâu rồi, chỉ chạy trốn rồi đó. Vui mà. Đây cái chị này vui. Chị nào nói chuyện quay. Cho nó có cái thước phim đặng rồi mình đăng lên cho bà con coi. Nước ngoài coi mấy cảnh này người ta thích lắm. Cái này dễ móc nè, gặp đất mà người ta bán lớp mặt cứng mình khó móc. Với gặp đất xả chai á, móc khó móc lắm, còn cái này nó mềm. Cái này đợt rồi em thấy sới nè. Đúng rồi, sới hai ba quận ngon rồi. Ta quăng mới quăng thân nữa. Dạ. Dặm cũng ngon. Dạ. Đấy, sáng giờ phải. Dặm là sáng giờ mà 5 6 công rồi nè. Sáng em đi mua đồ ngang em thấy rồi, em xuống Hoàng Long em mới về. Vậy hả? Em nói thế nào em cũng quay mấy chị à. Quay mấy chị vui cảnh đồng quê mình vui mà. Ừ. Đó, xa xa đó. Thấy người ta quay lên đó, mấy cái đồng khác đó, nhìn thấy đẹp. Dạ, đẹp. Ở ruộng lúa đẹp lắm. Ở đồng quê buổi sáng nè nghe bà con. Nguyên cái đội dặm lúa rất đông và vui luôn. Chị nào cũng vui và chị nào cũng đẹp hết á. Phụ nữ Vĩnh Long hả? Ủa, cái này Tiếng Phát Vĩnh Long. Còn cái này là vô YouTube đánh chữ Tiếng Phát Vĩnh Long là gặp à. Em chưa coi đó. Thế hồi em lấy số điện thoại. Chị có xài điện thoại không? Lấy điện thoại của người. Dạ, hồi ai có cũng được, em gửi qua cái của nhỏ đội trưởng. Chia sẻ nha. Ai đội trưởng? Nhỏ. Dạ, bên kia. Áo vàng vàng đó đó. Chị nói chỉ bà con gì hai em á. Ừ. Bà ấy gặp nhà. Thì đây nè, xích tới ngay dùm dừa giọt qua cái tới. Ừ. Ngay chỗ mần dừa đó. Ồ, mấy lúc mần dừa kiểu vui. Cắt dừa. Dừa đông rồi chở đồ nữa. Mấy chục người luôn. Dạ. Vui lắm. Còn dừa trái bự bự không nữa ha. Đội dừa với đội cam là đông nhất. Ừ. Này hôm nay ở bển giảm hết đồng bển rồi, hôm nay mới qua đồng này nè. Dạ, đi hết từ đồng này qua đồng kia luôn. Ừ. Vậy là hầu như có công việc suốt tháng luôn. Đúng. Quá ngon. Nói chứ ở quê mà làm mà. Rồi cái này là tới mùng 6 là xuống hột dưa vô hột dưa nữa rồi đó. Cái này mình dặm buổi đứng về hả hay nguyên ngày? Này tới buổi về chứ. Là coi như đúng giờ 11 giờ nghỉ về rồi chiều làm tiếp hả? Chiều 1 giờ rồi làm tiếp. À cái này làm ngày chứ làm buổi đứng thường thường ta làm 2 giờ ta về rồi. Ừ. Với tháng này có khi cũng là buổi đứng mà tháng này nắng quá là không nổi. Để nói sai sự thật chứ ai có nói xấu đâu mà chị sợ. 7 ơi. Rồi, cảm ơn chị, để em qua bên mấy chị kia nha. Rồi, qua mấy chị kia đi. Lâu quá rồi, lâu quá, không có thấy bà con lội ruộng nghe, cho nên em không còn con ruộng nào hết trơn á. Giờ thấy bà con đi mần dặm lúa nè, nên quay lại chơi. Rồi, mấy chị này giỏi nè, mà đi dặm lúa rồi còn mần dưa hấu nữa. Dạ, ai mướn gì làm đó. Vậy là quá giỏi rồi. Đây. Mấy chị này dặm lúa mà vui lắm nghe bà con cô bác. Đồng quê miền Tây.
Em hả? Em ở trên đây chạy thẳng lên bờ cơ giới. Bờ cơ giới hả? Bên An Hậu hả? Bên bên Hiếu Nhơn á. Không có, không có quay dặm không à, đừng lo. Mấy chị này còn mắc cỡ không dám cho quay luôn nè bà con. Cái lúa này hổm bộ ngay mưa hả gì mà nó chết nhiều vậy ta? Hôm qua hôm kia gì em xuống đây em quay ở đây có nguyên bầy cò luôn. Nó động quá nó chết nè. Nước nó không ra được, trời mưa lớn, nước không ra được, nó chết. Để một hồi gom lại cho điếm cái đội này tới 20 người lận. Vui quá. Cái này là chủ lúa mướn chứ đâu phải mình dặm cho mình đúng không? Ừ. Nó mà chủ còn chi vậy? Ừ. Đừng có phân biệt chủ tớ gì hết trơn á. Còn mày tao không đi nữa nè. Dặm này ngày nhiêu chị? 200 bà cưng. Dạ, mặn ngày 200 cơm nước mình hả? Ừ. Cơm nước có chồng. À cơm nước chồng lo, dặm ừ. Tiền thì cho mình lấy. Ừ. Dạ, vậy là còn dư đủ không thiếu gì hết. Vui quá. Để lội ra giữa ruộng luôn nha bà con. Trời ơi. Lội. Nó quay cắt lúa không biết chú Tư phải không? Dạ. Lội ruộng nha. Ờ, vậy là mới quay. Vậy chứ lội ruộng cũng không đập cái cọng lúa nào đâu đó, cũng chuyên nghiệp lắm rồi. Ờ, vậy cái chuyên nghiệp quay mà. Đây, chị này chị người ta ở trong mé chỉ lội ra giữa chỉ đi lội nè. Đúng rồi, dặm lúa nè. Cái phỉnh này chết vậy mà dặm điều gan luôn. Đi ngay đường nước đi, đừng có phá của người ta. Ở quê mình suốt tối ngày là đi trồng dưa, trồng rồi mình có đi cắt cam, cắt tứ quý gì không? Dạ. Wow, ngành đủ nghề chứ hả? Cái số tư này người ta cũng trồng tứ quý nhiều à. Mình nông dân mà nghề nào cũng biết hết. Nghề nào có ruộng đồng là làm hết ha. Dạ. Mình đi hết đằng này mình đi qua đồng khác. Nhanh ha, có cái cây này thuận tiện ha. Không mỗi lưng hồi xưa nhổ rồi cái đi sọt xuống từng cây giờ quăng quăng không. Lâu nữa này nó tiện. Khỏe mà nó nhanh. Đặt đặt vậy nó có cục đất cái nó chìm xuống mốt nó bắt rễ cho chị. Nguyên một cánh đồng hơi lớn nha. Ủa, chị ở đâu? Ở số 4 đi cắm nè. À, chị số cũng 6. Vậy. Mình đó đó. Nè, thì em cũng đi đường này lên lô co chạy lên nè. Chào, chào chị, chào mấy chị. Chào chú nha. Dạ. Chào khán giả luôn. Chào. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, đi ngang thấy mấy chị này lội dặm lúa thấy mừng quá luôn bà con. Nên xuống quay ghi lại kỷ niệm nè. Kỷ niệm nha. Dạ, tại giờ lên giường hết rồi kiếm được mấy con đất mà làm gì. Cũng hơi lâu à. Ai cho nói chuyện giỏi. Vậy là thường ngày mình cũng đi làm nông vậy, cái ai mướn gì làm nó hả chị? Ai mướn gì làm nó hả? Dặm lúa, rồi mình làm dưa. Dạ. Mướn gì cũng bản thân á. Là con cũng có công việc điều điều luôn ha. Ừ, cái mình làm cam. Dạ. Ai mướn gì làm mấy mừng, nông dân mừng. Dạ, chuyện nào à? Cái này bổ động ngày cũng 200 hả chị? Đúng rồi, ngày 200. Dạ, có việc điều ở quê tháng 5-6 triệu, tháng cũng ổn ha. 200 thì mình miếng tăng ca lên thêm thì 55 tí. Dạ. Không, bữa nay ông trời ông đãi mấy chị rồi đó. Đang trời ông đãi vậy đó. Dạ. Chứ thôi giờ là nắng dữ rồi. Thời tiết bữa nay là đúng luôn đó. Ừ.
Trời ơi mấy bữa trời nắng nói chứ đứng ngoài hồi rất xỉu. Dạ. Bữa nay mát quá trời mát. Ta dậm đây vui chị ra chị đó đứng mình à. Chị đó chị đứng ngoài đó có mình chị à. Người đi ló vậy đó. Dạ. Mấy chị em xuống nhau đi mặn. Nhiều đây mặn buổi xong không? Mấy cái lỗ này mặn buổi xong không? Buổi chút nữa rồi. Dạ, nhanh ha. Giờ có mấy cây này tiện đứng sổng sổng lưng làm nó khỏe nè. Chứ nhổ khum làm gì nữa. Hồi xưa nhổ khum cặm không? Nói lưng. Vô phương. Dạ. Nhờ cái cây này nó đỡ mình. Không có mỗi lưng. Chuyên nghiệp. Giờ làm gì cũng công nghệ chuyên nghiệp hết. Đây quay hết. Không có bỏ mấy chị nào hết trơn á. Lên tắt rồi. Đâu có gì đâu. Cho bà con ở ở xa quê người ta coi mấy cảnh này. Bà con đây ta giỏi lắm. Đúng rồi. Dưới quê mần quá trời mần. Trời ơi bà quay lên ta gửi ra nước ngoài rồi ta thương mình lắm á chứ bộ. Dạ. Người miền Tây thì mình mần dữ. Mần cực khổ thì ta thương lắm chứ bộ. Đúng rồi, người nước ngoài rất thích người dân mình mà, nhất là người miền Tây mình chất phát nữa. Người miền Tây mà. Thấy miền Tây mà đi làm gì rồi thấy nước ngoài mà thấy Tây chất phát. mấy chị kia đằng kia nói được lên YouTube rồi. YouTube rồi đó. Trời ơi về bữa nay khó kiệt lắm nha, đi mần thôi về là bắt coi đó. Dạ. Thì tới lúa đây là em quay lúa nữa nè. Trời ơi thiệt cái trái quá trời luôn. Cái hàm mà sao mình trông quá có gặp ai sao không có gặp nha. Trong ruộng không. Rồi cảm ơn mấy chị nha. Chào chúc cho mấy chị bữa nay trời mát mẻ làm việc rất khỏe nha. Chị cảm ơn nha. Xin dạ. Chào bye nha. Dạ. Tới chừng coi kênh Tiếng Phát Vĩnh Long ủng hộ giùm em nha. Dạ. Bà con ơi, hôm nay em sẵn dịp đi ngang đây nè, em thấy mấy chị này dặm lúa vui quá, sẵn quay chia sẻ cho bà con cô bác nha. Cảnh đồng quê miền Tây buổi sáng luôn. Cái đồng ruộng này cò bay thẳng cánh luôn. Có mấy con chuồn chuồn bay thấp thì mưa nè. Bữa nay mát cho mấy chị này dặm lúa khỏe. Mấy bữa trời nắng mấy chị dặm cực lắm à. Dặm lúa cho út rồi vậy sao? Chứ để nói cho nghe, tại vì hồi lâu tới giờ là đám gì ở phía chứ Vĩnh Long vô nữa. Dạ. Thì coi trên TV thông minh giờ cũng được. Em thì ưa mê coi ví dụ mà đặt lờ đặt tá rồi. Yeah, yeah. Bữa nay trời mát mẻ là đúng rồi trúng mánh luôn. Mấy chị mần là khỏe ru. Khỏe ghê luôn. Rồi em ghé thăm rồi quay chút thôi, cảm ơn mấy chị em về nha. Bye bye. Dạ bye bye, chúc ngày mới vui vẻ. Cảm ơn em nhiều. Dạ em cũng cảm ơn mấy chị nhiều. Rồi bye bye hết mấy chị nha. Dạ. Dạ dạ. Cũng mong cho có nhiều bà con xem.